dân con dám bắt bố đi bán à, chết sao hả? Chết ngay nha, dám đưa anh đi bán à, lão nha lão nháo hút cho bây giờ đi đúng không? Ôi này này ấy, bọn đánh con đổ nước nước gì ở đây này? Ô nước nước thì uống mà chúng mày định đổ đấy à hả? Chết đi hả? Ra đây ra đây ơi, ôi xin lỗi, ôi đấy nhà anh không làm gì nhá, không làm gì chúng mày tự ngã nhá. hốt quá chạy nhanh lên. Thấy chưa hả? Lần sau nhìn thấy tao chào nhớ chưa? Phải chào nhớ chưa hả? Nhanh con này. Kìa đây, dám nhìn đéo ra. Mày đây hả? Láo à? Nhìn tao hả? Chúng mày nhìn tao ai hả? Nhìn biết địa phận này, địa bàn này của tao sao? Chúng mày dám nhìn tao hả? Giết luôn! Mày láo đó hả? Nào ra đây trò chiến luôn, chơi luôn chưa? Mày đóng nhà đâu nháo à? Đấy, đấy, đúng không? Chạy nhanh lên. Ôi sao? Nhà thôi thôi nhìn tha chưa? Nhìn mặt anh này Hà Nội nhá, lướt lướt anh mỗi cho bây giờ ấy nhá. Nha lằng nhằng nhân con này. Gì này hả? Tự nhiên đi vào quán làm gì à con này? Đấy, u chân mày, thân chân này, thằng này con này chân chức nó thối này hả? Chân chức không giới cái gì hả? Đi vào địa bàn này, trong cái quán của anh nhìn nó thối cái quán này. Nha, thế nào? Thầy đâu? Ra đây thì mày vội vàng đấy hả? Anh mới tôi hỏi thăm người ngửi thôi mà sao mà hốt thế? Các bạn cho tôi đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.